Cái chỗ nhà này cái thế đẹp nhỉ. Mùa hè chắc mát lắm đây. Ở bên này là mỗi nhà một quả đồi. Đấy, phụ huynh cho túi Này. thịt. Được 3 xiên. Cái này là gà gô hay là chim đa đa cái gì đấy, hơi cao nhỉ. Không cái gì chặt gốc đi. Vâng, xin chào quý thầy cô, chào các bạn nhé. Hôm nay cũng là ngày cuối năm rồi, hôm nay là ngày 29 Tết. 29 Tết thì thầy trò cùng cao cùng với tất cả anh em đồng nghiệp là đi lên trên bản chơi để tiện thể là tìm mua lên một con lợn để về mổ ăn Tết và xin lấy một cành đào núi. Vâng, ở trên này thì đào núi là rất là nhiều. Năm nay thì là cũng do là địa phương cũng như các ban ngành là cấm được nên là đào còn rất nhiều. Như mấy năm trước thì chặt chém bạt ngàn luôn, mang xuống bán rồi chuyển về vùng dưới, cũng như là chém đến tận diệt. Nhưng khoảng tầm 4-5 năm đổ lại đây thì là do là cũng địa phương là cũng giữ được nhiều nên là đào còn rất là nhiều nhá. Thì là anh em giáo viên ở trên này thì là toàn những thầy giáo cắm bản. Thì ở trên này thì đa số là ở với đồng bào trên này thì người ta họ rất là quý, nên là đa số là cũng không phải là mua đâu mà lên chỉ là đi xin thôi. Khả năng thì năm nay là miền Bắc là đón một cái Tết là lạnh, bởi vì bây giờ đang là 9 giờ rồi, 9 giờ sáng mà thời tiết là hiện tại là bây giờ đang là 5 độ ở trên bản, có nghĩa là đường trời thì không phải là trời mưa nhưng mà sương nó xuống lên đường lúc nào nó cũng ướt như thế này. Nếu mà cứ cái tình trạng như này mà kéo dài ấy, thì là có khả năng là nó kéo dài trong vòng tầm 2 tuần là chắc là trâu bò chết rất là nhiều. Ôi, lên xem con lợn tí. Xuống dốc xa quá thì tí nữa xin được cành đào lên lại vác thì lại thở ra quần. Bây giờ đến cái đoạn trơn trơn này xong là hai thầy làm phát trượt lăn xuống đây cho khán giả nhìn. Cái chỗ nhà này cái thế đẹp nhỉ. Mùa hè chắc mát lắm đây. Hả? Mùa hè rất là mát luôn đấy. Nhưng mùa này thì không tính được. Mùa này thì lạnh lắm. Nếu mà như này mà chặt được một cành vác lên thì chắc là cũng thở ra các kiểu đấy nhờ. Ui.
Ở đây thì là mỗi nhà cách nhau một quả đồi. Ở trên này thì người dân họ vẫn giữ được hầu như là những cánh rừng gần như nguyên sinh nhá. Sự tàn phá cũng không có mấy. Đây, những mỗi nhà là cách nhau một quả đồi. Ngày Tết mà đi được từ nhà này sang nhà kia, chúc nhau nếu uống chén rượu chắc là cũng tỉnh rượu luôn. Ui, thực sự là đường rất là khó đi. Ui, cuộc sống nơi thôn quê vùng cao dân dã rất là yên bình luôn. Cây này là cây gì xù xì thế nhở? Cây này là cây gì nhở? Cây này cây xù xì này cây gì anh nhở? Cây giống là cây ngãi. Cây này là có cái gì nhở? Cơm hương à? Cái này chơi gọi là... Hả? Cây gì? Cây này nó gọi cây gì không biết được, nhưng mà cái cây này là... rau tần lá rau lợn à, cây sa cây sa đấy, cây sa đấy, mình thì gọi cây sa nhưng mà đâu rồi, móc rồi. Cái này là trước làm là hay lấy cho lợn ăn không chả biết nó rơi chưa, chưa rơi thôi chúng ta sẽ đi vào nhà. Ui à, con này là con gì nhỉ? Con đa đa này. Đây là con chim đa đa. Cứ chặt đi, cứ chặt đi. Cùng đi ngó cây cái này. Đó. Ngó cây bên dưới cái còn không? Bên dưới cái còn không anh? Không đẹp. Đi ngó cái nào. Anh ấy sang bên này mới trồng thôi. Nó trước ở bên kia mà. Đây này cây chốt đấy. Có giá thế đấy. Con dao này dùng chắc ha. Mấy năm quá mòn hết này à. Mạnh tay thì anh cho gốc nó sang bên này luôn. Không là nó sẽ gãy thì mình phải để chỗ này chứ. Nó dẻo mà. Đây, ông cầm. Từ từ nó không gãy. Rồi đẹp rồi. Đấy. Được chưa? Ôi ném xuống thế. Không thoải mái. Được được được. Nâng lên thế này. Nào. Được chưa? Ui giời, cành này tuyệt vời rồi. Mà chặt đấy thì nó tí nó vụn. Về xong mình thích chỗ nào mình mới chỉnh sửa. Phải không? Mà con về nhà con được một đoạn này người nhìn này thì ui, là quỷ đúc gì. Cái này thì hết ý rồi. Đa nụ quá. Được đấy, được đấy. Đây là mà về nhà đúc phật là lên luôn. Đang có lúc rồi. Đây này, nó còn có tí. Cây này bám vào này nữa. Cây đấy mà mình không là chặt nó đi thì cây đấy có nhiều đấy. Đúng rồi. Để nó là cây thì chết luôn. Cứ chặt thì nó này lên. Mỗi cái là chặt phải biết chặt. Dựa vào đấy. Thầy lại chuyển về đây rồi. Thầy lại chuyển với cây 17 rồi. Thầy chuyển á? Ừ. Thầy cứ ở kia đó hả mẹ? Thầy đi dậy bên tức đá mà. À, thầy về bên này rồi. Về năm nay.
Cái này là gà gô hay là chim đa đa cái gì đấy, nói chung là rất đẹp. Con chim này chim xanh xanh, không biết chim gì đây. Em học cùng khóa chi. Ờ, thấy biết mà. Mổ con lợn này to lắm nhờ. Ôi, lại phải làm tí năm mới rồi. Cho nó kêu đi, anh cho kêu đi. Không kêu được nữa. Con non à? Con non. Con này là cả ngày luôn đấy. Chèo cho. Ngày luôn đấy. Chèo cho. Họ mi đất quá. Anh vác thế không đúng kiểu đâu. Ô thầy tướng lâu thế. Báo cáo với thầy là nó phải tầm rơi vào tầm mấy trăm mét, 500 mét. À, quá đẹp luôn. Đây mới gọi là đào núi, đấy, bác đào lên núi đúng kiểu. Đấy. Đúng rồi, tình quân dân, thầy giáo. Thầy giáo lên chơi. Anh khoe với chú một cái. Chú thấy không? Đấy. Đấy, phụ huynh cho túi thịt. Này. Được 3 xiên. Ôi. Trời ơi, thịt nha. Đấy, trên này tình cảm nó thế đấy. Thịt này quá sạch luôn đấy. Quá ngon rồi. Lợn không cám. Tuyệt vời. Khát nước quá phải ăn một củ đậu. Nhìn ngôi nhà này thì lại nhớ tới là bài Nhà em ở lưng đồi của ca sĩ Thùy Chi hát. Đấy. Cái nhà này nào cũng thế rồi. Mấy thầy đi vào xin được cành đào cho phụ huynh được 100.000, về phụ huynh biếu lại 2 cân thịt to. 2 cân thịt to đối diện thì 2 cân này còn to. Chưa nhiều hoa nhưng mà có lụa rồi. Thế này là hơi muộn đấy. Hôm nay 27 rồi. Anh bảo chú là chặt mày chỗ này đi, chặt chỗ này đi, bó vào đi nó hay hơn. Không, cứ để thế cho nó tươi. Nhưng mà như thế này thì nó này dễ chở hơn. Không khí làm nào dễ dễ rồi. Như thế này dễ chở hơn vì nó một vế. Đấy. Quá. May còn đi ủng đấy. Dính vào dây điện bên trên rồi.
nhà này không hay nghe thế. Bây giờ là khi phải mua cái chân vào nó phải. Vâng. Đi là nó. Con này bao nhiêu cân em? Không biết được. Chưa cân. Chưa cân à? Đi ra đến bên kia rồi cân. Cái vòng này ở trên này. Cái này là xong rồi. Thít thít nữa vào. Không cần thít lắm đâu. Đó, này là được rồi. Cuốn cho hai phát làm cả chân trước nữa thì không. Để như thế để về cần, giữ trọng tiết cần, luôn. Chân trước không cần đâu. Chân trước còn đấy được rồi. Phương ơi. Thế là mình Phương. Cho cái dây này vào. Rồi đấy cho vào. Đấy, tí nữa là thả ra là còn có cái dây kéo đi. Cái dây buộc đi với em à? À em thì bây giờ đi đi cân à? Vâng. Cái này được rồi. Vâng, sau một năm làm việc vất vả trên vùng cao Tây Bắc thì thầy trò vùng cao cùng tất cả anh em đồng nghiệp thì hôm nay lên cũng đã xin được một cành đào rất là đẹp và cũng có sắm được một con lợn bản cũng tầm 20 cân thôi. Thế là Tết này là ấm no hạnh phúc rồi, không còn gì là quý hơn được nữa. Vâng, video của thầy trò xin được dừng tại đây ạ. Xin được kính chúc quý thầy cô, quý cô bác anh chị có một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Vui trong sức khỏe và trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc mừng năm mới!